Mình chỉ làm một lần duy nhất này mọi người. Mình chỉ làm một lần duy nhất, nói rồi. Bắn trước mà không bắn cơ. Ôi ôi anh em ơi thịt. Ok, hello xin chào các bạn. Chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh của mình. Và mình là Quang Con đây. Thì Gà Rán mới cho quay trở lại cái bộ súng MP40 anh em ơi. Ở đây có MP40 bích vàng này. Đấy, chuẩn lam, dô lục và đặc biệt là thần bài. Nick mình thì hết kim cương rồi nên mình đột nhập vào nick Khánh Linh mình quay tạm nha. Nhiều kim cương vãi chưởng, 29.000 kim cương liền. Ngày hôm nay nha, thường thường anh em quay súng á, anh em sẽ quay ra huy hiệu rồi anh em đổi đúng không? Rất là ít anh em quay một phát ra súng vĩnh viễn luôn. Nhưng ngày mai mình sẽ thực hiện một cái thử thách, đó chính là quay đến khi nào mà ra súng vĩnh viễn thì thôi nha. Quyết không đổi huy hiệu, ok? Ở đây đổi những cái khẩu súng là như là thần bài này sẽ mất 200 huy hiệu này. Đấy. Bích vàng với lại bích vàng cũng 200 này, hai khẩu súng này đắt nhất nha. Mà anh em mình mới đi cắt quả tóc nhìn không khác gì cái nồi đội vào đầu, cay thật sự ấy. Hận ông cắt tóc ghê, mai phải đi cắt lại. Ok nha, không nói nhiều thì mình sẽ test luôn. Và anh em xem clip này đừng quên cho mình xin một like và đăng ký kênh nha. Quay xong clip này chắc chắn là mình sẽ ra gầm cầu ngủ rồi. Bởi vì phá hết kim cương của Khánh Linh em. Ok, phát đầu tiên là 89 kim cương. Liệu có ra không ta? Thế các bạn nhá, mình chơi ở server Việt Nam nhiều. Qua server Indo một phát quay nó sướng. Quay nó ra súng dễ lắm anh em ạ. Không cần đổi huy hiệu nhiều đâu. Xem vào Việt Nam nói thật, anh gà hút máu quá. Ok. Rồi, quay nhanh nha. Để phát thứ 3 này. 4 5. Rồi xong, đi mất 900 kim cương rồi anh em ạ. 1000 kim cương rồi. Chưa ra gì. Chưa ra khẩu súng nào. 1000 kim cương rồi nha. Ok, tiếp tục này. 1000 kim cương ra được 75 huy hiệu. Thì để 200 huy hiệu khoảng độ 3000 kim cương sẽ được một khẩu súng anh em nhá. Đó là chát đấy. Ui giời, ui giời. Hút máu quá anh gà ơi. Mà nick của Khánh Linh chưa có mấy khẩu súng này nữa nên mình tiện mình sẽ quay cho luôn. Anh gà ơi, ra đi. Em đang quay clip ấy. Anh mà cho ra thì tuyệt vời. Anh gà bảo có cái nịt. À, cay quá anh em ạ, khó ra thực sự. Cũng là xem ở Việt Nam khác. Qua xe ở nước ngoài quay mắt khác hẳn. Quay sướng tay lắm. Mình quay nhá. Anh em xem clip trước biết rồi. Mình quay mỗi cái vòng quay mình quay đúng 3 phát là ra một khẩu vĩnh viễn luôn. Không cần đổi huy hiệu nha. Như cái khẩu AK dòng xanh ấy, mất 300 huy hiệu bên đấy mới đổi được. Nhưng mà mình quay đến phát thứ 3 là ra luôn. Anh em ơi, đi 2000 kim cương rồi chưa ra gì. À, tỷ lệ bên xem vào Việt Nam thấp quá, khó quá. Để xem khẩu nào mạnh nhất nha. Khẩu thần bài này sẽ tăng 2 sát thương và một tốc độ bắn này. Khẩu thần bài với khẩu bích vàng này như nhau anh em ạ, như nhau. Hai khẩu này mạnh như nhau nhưng mình đánh giá là mình sẽ thấy khẩu thần bài đẹp hơn. À, bay màu 2000 kim cương rồi đấy. Rồi xong. Toàn anh em. Đã bay màu 3000 kim cương. Vẫn chưa ra nổi. Anh gà hút máu thực sự. Ra đi. Trời ơi, không ra, buồn quá. Mình sẽ quay lẻ nha. Quay lẻ từng phát một có khi nó lại hên thì sao? Có cái nịt. Đéo ra anh em ơi, cay quá. Có khi nào cái thử thách này nó thất bại ở đây không ta? Không được, phải quyết tâm quay ra một khẩu, cho dù có phải hiến máu vẫn không ra anh em ạ. À, hiến máu cay gà quá. Bây giờ là đuổi được một khẩu nha, thừa. Thừa huy hiệu rồi anh em ạ. Vẫn chưa ra. Ôi giời ơi, em xin anh gà đấy. 4000 KC của em rồi. Ra. Ôi. Ôi. Không ra kìa.
ra đi mà, em xin anh ấy. Anh gà đẹp trai, anh gà khoai to, anh gà hào phóng, anh gà tốt bụng. Không ra anh em ạ. Khó thực sự, xem vào Việt Nam cái thử thách này gọi là siêu khó. Không phải khó nữa mà dường như là không thể. Không thể quay ra súng ngẫu nhiên anh em ạ. Không thể nào. Không phải là khó nữa mà là không thể nào. Không thể quay ra nổi. Ui giời ơi, mình cứ tưởng nổ vào khẩu súng cơ. Chính ra quay từng phát một có khi lại hay hơn á. Ui giời, bịp thế. Ra nè. Ui giời ơi, hết cả hồn. Năn nỉ á. Ok, đã thế mình sẽ quay từng phát một, mình spam các bạn nhá. Kiểu gì cũng ra. Mình tin chắc là kiến than lâu cũng đầy tổ mà, nhỏ mãi cũng cuối cùng cũng sẽ thành đỏ thôi. Rồi đỏ dữ chưa? Rồi đỏ dữ chưa? À đủ 24. Mất 4500 huy hiệu anh, à 1kc anh em ơi. Chưa ra. Thôi, thử thách này dường như là không thể các bạn ạ. Không thể nào. Không thể quay ta nổi. Quá khó. Ra không? Vẫn không ra. Ok, còn hai phát nữa. Mình sẽ quay nốt phát này và một phát sau nữa nha. Mình đầu hàng các bạn ạ. Mình đầu hàng số phận rồi. Không thể nào quay ta nổi. Thôi, chính thức đầu hàng số phận. Phát quay cuối cùng. Phát quay định mệnh. Liệu có ra không? Nhắm mắt nha. Thì nghe tiếng phát là ra này. Rồi, ra cái nịt. Ok mọi người. Thôi, mình từ bỏ thử thách đây. Mình đầu hàng đây. Mình sẽ đi đổi khẩu thần... À nhờ. Đây gọi gì? Gọi thần bài các bạn nhá. Ok, chụp màn hình cái. Chụp màn hình cái. Ok mọi người, trang bị luôn. Đây mình còn một... Ui, mình vẫn còn 100 mấy huy hiệu à. Thế thì mình sẽ đi mở súng nha. Đây, nghe nói là cái khẩu này khó ra này. Tìm hú địa ngục này đúng không? Rồi mình sẽ thử mở nha. 10 hộp 1. Ui, 22 ngày các bạn ạ. Đủ 100 ngày hình như là vĩnh viễn đúng không? Cứ 10 hộp 1 nha. Ra. Ui ôi. Ơ là sao? Sắp hết huy hiệu rồi sao các bạn ạ? Không ra kìa. Là sao nhở? Ôi mình đổi hết mất tiêu rồi. Trời ơi, vậy đổi qua Ska nha. Mắc này. Ra không? Ui trả ra các bạn ạ. Khó quá. Mấy cái hộp súng này gọi là xem vào Việt Nam gọi mắc khó ra. Ok, rồi mình sẽ vào huấn luyện, mình test thử khẩu thần bài nha mọi người. Let's go. Thằng nhóc này làm gì? Gà hả? Tao có nhu cầu nha mày. Tao là trai nha mày. Mày gạ ai? Tao là trai mà. Tao là cú có gai mà. Bày đặt đi gạ. Cái đồ mê gái. Đầu thai cũng hết. Bán xong trận này mình sẽ mua MP mọi người nha. Trận này bên kia mua súng trước nên là mình không mua được MP. Hơi tiếc. Đây, mình chỉ làm một lần duy nhất này mọi người. Mình chỉ làm một lần duy nhất, nói rồi, mình chỉ làm một lần duy nhất. Ok, giờ mua MP đây anh em ơi. Để xem mạnh không nha. Lâu lắm mình không bắn khẩu MP ấy. Mua hai khẩu luôn, ui giời ơi, thần bài đẹp thế. Thế luôn chắc các khẩu MP nha. Sau vãng xà thì thần bài là đẹp, rất đẹp. Sau đó đến bích vàng. Còn để mà nói khẩu nào mà mình thích nhất á, là mình thích nhất khẩu Giáng sinh bởi vì nó có hai tốc bắn và nó rất là bay đầu và nó rất là nhỏ gọn các bạn ạ. Ui, công nhận khẩu này bắn mạnh thật. Bắn đau nha anh em, bắn rát phết ạ. Được của nó đấy. Cầm khẩu này vào vuốt đầu thì hết nước chấm luôn. Ok lên này. Nào, tao chấp mày bắn trước ấy.
Không bắn hả? Không bắn vậy tao tao tiễn mày ra sảnh trò. Chấp bắn trước rồi mà không thèm bắn cơ. Chấp bắn trước mà không bắn cơ. Ôi ôi anh em ơi, thì kéo đầu đầu sao? Kéo đầu sao? Gọi là bay đầu luôn. Ôi kéo thế nhá, kéo tầm gần rất là khó nha. Nhưng mà mình là người có kỹ năng. Nói trận này chốt 5-0 rồi, chia buồn của anh bạn nhé. Bắn non quá. Kỹ năng anh em ơi. Phong độ nhất thời đẳng cấp mãi mãi, lâu chơi game già rồi nhưng mà các bé vẫn không thắng mình. Đâu rồi, ra đây, anh kéo cho một đường. Anh kéo cho một đường bay mũ luôn. Đây này. Đặt keo phát này. Sấy này, đặt keo phát này. Luồn lách này. Tìm khoảng trống này. Cái quan trọng nhất là anh em phải tìm được khoảng trống anh mới kéo tâm được. Anh em mà kiểu đứng sát nó quá rất là khó kéo tâm. Trời ơi, bắn trộm ai? Bắn trộm ai? Bắn trộm ai? Ok mọi người nha. Chắc clip của mình đến đây thôi. Súng bắn rất là ok nha. Anh em săn thì mình khuyên anh em nên săn khẩu thần bài nhìn nó đẹp hơn. Ok, và thử thách của mình thất bại rồi anh em. Cái căn bản là cái xe vào Việt Nam nó hút máu á. Đây mình quay cho anh em xem một phát nữa này. Không thể nào ra nổi. Không phải là khó nha, không phải là khó ra mà là không thể ra nổi, bởi vì tỷ lệ ra cực kỳ thấp. Ok mọi người. Đó. Cực kỳ thấp luôn. Chứ nếu mà có tỷ lệ ra mình vẫn quay cho anh em xem luôn. Thì mình có tiếc gì kim cương đâu. Đó, tỷ lệ ra cực kỳ thấp luôn. Và nút phát cuối này. Phát này ra nữa mình xóa game luôn. Đố ra được đấy. Rồi ok. Clip chắc là kết thúc tại đây thôi. Mọi người thấy clip của mình hay đừng quên xin một like và đăng ký kênh. Mình có động lực làm những clip hay hơn nha. Bye tất cả anh em. Quá là khó ra.